Xin chào các bác nhé. Ngoài hàng bên shop lại về à? Đó, hướng dương lấy hạt, hàng của Đài Loan ạ. Đó, ngoài hàng về rất là nhiều. Gói của người ta như thế này, hàng nhập khẩu nguyên bao bì từ bên Đài Loan. Một gói này thì nó được tầm 15 đến 20 hạt các bác ơi, cũng không đóng được nhiều, nó không có như, không đóng được nhiều. Mỗi một gói thì chỉ đóng được như vậy thôi, 15 20 hạt là cũng được rồi. Hương hương đấy hả?